Mình xin chào tất cả các cô chú, anh chị em cùng các bạn nha. Cái hồ này, hồ cá koi này bữa giờ mình cũng hơi lâu rồi không có quay lại những con cá koi này cho mọi người xem. Hôm nay sẵn tiện mình vừa thay nước xong á, thì mình lên mình chia sẻ cùng mọi người cái cách thay nước cho hồ cá koi luôn nha. Và chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cùng các bạn về cái cách mình chọn những con cá đẹp đơn giản nha các bạn. Thì giờ để mình thay nước cho cái hồ cá koi á, thì lúc mà cái hồ nó dơ quá các bạn, lâu lắm mình mới thay một lần. Mà cái lúc mà cái hồ mình cảm thấy dơ quá thì mình sẽ xả nước ra hết nha các bạn. Nó không giống như con cá rô hay là cá hường, cá lóc nha các bạn. Các bạn thay nước giống như cá rô, cá lóc là cá koi nó chết nhiều lắm nha, nó dễ chết lắm. Mình xả nước ra sạch hết, xong nó còn xếp nước á, thì mình lấy vợt, cái vợt mềm á, mình xúc lên, xúc nhẹ nhàng lên, mình thả vô một cái thau to hay hoặc là cái thùng xốp nha các bạn, thả riêng ra đi. Xong rồi mình sẽ vệ sinh bể, mình sẽ xịt rửa chà cho nó sạch hết bể như vậy nè. Thì mình lâu lâu mình làm như vậy một lần, lâu lâu mình vệ sinh một lần thì con cá nó phát triển rất là tốt, nó không có bị bệnh nha các bạn. Còn mà các bạn thay nước giống như cá rô mà mình xả ra hết mà rồi mình cho nước mới vô mà mình không chà rửa, không vệ sinh bể thì lâu ngày làm cho vi khuẩn con cá koi này nó dễ bị nấm, bị ghẻ, rồi nó nhiều cái vi khuẩn tấn công nó sẽ không tốt và nhiều lúc nó sẽ bị hao hụt nha các bạn. Nên mình xả nước ra, vừa xếp nước là mình lấy cái vợt xúc nhẹ nhàng đi, mình thả vô cái thau hay hoặc là cái thùng xốp, xong rồi mình vệ sinh cho sạch sẽ rồi mình mới thả vô lại, chứ mình không được xịt trực tiếp chà rửa ở trong bể nha các bạn. Làm như vậy là con cá nó dễ bị gãy đuôi nè, có khi nó gãy cuốn đuôi rồi nó bị tét những cái đuôi dài, rồi cái kỳ này kia chóc dãy này kia, làm con cá nó dễ bị bệnh và nó không có đẹp nha các bạn. Nên mình chia sẻ cùng mọi người về cái cách đó, nó cũng rất là đơn giản, lâu lâu mình thay nước lần thôi, không cần phải thay nhiều. Mình xịt rửa chà rửa sạch sẽ hết xong xuôi giống như ao mới lại, mình cho nước vô rồi mình sẽ bắt cá nhẹ nhàng, mình thả vô trở lại bình thường nha các bạn, là rất an toàn. Lâu lâu mình làm như vậy một lần. Thì các bạn đón xem, mai mốt mình sẽ sắp sửa vô cá rô lại, mình sẽ nuôi cá rô lại cho mọi người xem nha. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ sơ sơ về cái cách mình chọn những con cá koi đơn giản nhất nha các bạn. Cũng giống như trong đây có hai con cá, mình bỏ vô cho mọi người xem cho nó rõ nè. Thì cá này là cá Việt Nam chứ không phải là cá Nhật nha các bạn, không phải là con cá thường chủng gốc ở Nhật. Cá gốc ở Nhật thì nó, cái chuẩn của nó thì nó rất là đắt tiền, mà mình chưa có chọn được những cá đó. Khi nào mình chọn được những cá đó về á, thì mình sẽ chia sẻ cùng mọi người cái cách lựa cá đó. Thì cái cách lựa những con cá xịn á, thì nó có nhiều cái khuyết điểm yếu tố hơn nha. Còn này mình sẽ chia sẻ lên cùng các bạn về cái cách mình lựa những cá koi ở Việt Nam nè. Giống như cá này là cá Việt Nam, mà mình muốn mua những con cá nó đẹp á, thì các bạn nên lựa, các bạn nhìn cái lần sống giữa của nó nè, cái lần chỉ, lần vảy á, cho nó thẳng. Rồi mình nhìn cái vảy cho nó đều, nó không có bị chày chóc vảy và nó không bị lem màu. Rồi con cá, cái này là mình nói theo con cá đơn màu nha các bạn. Thì giống như cá màu vàng, các bạn nhìn xem nè, con cá Việt, cá này là cá Việt nhưng mà nó rất cũng khá là chuẩn luôn nha các bạn. Thường thường cái màu vàng của nó đi đến khoảng nửa người thôi, từ ở trên cái kỳ trên á, nó đi xuống nửa thân là khúc dưới nó sẽ trắng hoàn toàn, sáng xuống hết cái bụng, nó màu trắng. Thường thường đa số là như vậy. Mà mình chọn được những con cá mà nó, cái màu của nó vàng hết toàn thân như vậy nè, giống như cá màu vàng đó, từ trên xuống dưới bụng luôn, thì con cá đó nó rất là chuẩn. Sau này mình nuôi lâu dài nó có tương lai giá cao nha các bạn. Rồi cái Mình chọn là mình nhìn hai cái bên má của nó nè các bạn, hai cái má của nó là giống như nhìn cái má của cá gốc lóc cá rô mà mình làm thịt ra ăn, rồi nó có hai bên cái má to đó. Má phải tròn, phải ú lên nha các bạn, đừng cho nó dẹp. Và mắt phải to. Nói chung là gâu dài thì càng tốt. Rồi bụng không được xệ nha các bạn, bụng không được to. Thân hình thì thon thả đều đặn, cuốn đuôi phải bự nha các bạn. Rồi những cái kỳ bơi phải to dày. Thì nó là mình chọn những cái cách đơn giản như vậy thôi. Vì cái này là mình nói chia sẻ đến cùng các bạn mới tập chơi và dễ chơi nha các bạn, chứ mình không có chia sẻ lên giống như những cái anh chị em ta đã chơi lâu năm, người ta chuyên nghiệp thì người ta sẽ hướng dẫn cái cách khác nha. Còn này mình chia sẻ là cái thực tế nha các bạn. Còn giống như con cá chép Nhật này nè, con cá trắng này nè, là mình chọn con nào mà dãy những cái kỳ của nó đừng có tét, đừng có nhìn cho kỹ, đừng có bị sâu chấm chấm ở trong những cái kỳ với những cái vảy là ok rồi. Giống như con cá chép Nhật này là nó hầu như là nó gần như là cá, nó cũng rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Con này là tới mình nuôi càng lâu là càng có giá trị cao lắm, tại vì cái tay bơi của nó rất là to mà dài, mà không bị sâu, không có rách, không có cái gì hết á. Dãy thì rất là đều, từ trên xuống dưới nó thẳng đường dãy nha các bạn. Và nói chung là thân hình nó cũng rất là đều đặn. Con cá là mình chọn cái cách đơn giản như vậy là được rồi nha các bạn, không cần phải cầu kỳ nhiều, tại vì cá Việt Nam mà mình chọn như vậy là cũng chuẩn cá rồi đó. Các bạn thấy, nhìn thấy mình quay trên xuống cho các bạn xem, nó cái sống lưng của nó nhô cao càng tốt nữa các bạn. Con cá cái dáng cái lưng cao thì nó càng đẹp, cái cổ đuôi á, càng to thì càng tốt nữa các bạn. Thân hình phải đều đặn, bụng đừng có bự, bụng xệ quá cá xấu lắm nha các bạn. Đó, mình chia sẻ lên cùng mọi người một chút xíu cái cách mình chọn những con cá màu đơn á, nó đơn giản như thôi. Còn những cá nhiều màu khác thì để khi nào mình bắt về được mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn hiểu thêm, để chúng ta học hỏi thêm về cái cách chọn màu và cách phân bố màu như thế nào nha. Còn bữa nay mình chỉ chia sẻ đơn giản vậy thôi. Mình sẽ quay lại những con cá này cho các bạn xem nha. Chút xíu nữa mình sẽ thả vô cái hồ này lại. Mà các bạn biết mình nuôi trong cái hồ này nè, tại vì mình nuôi mình quay mình cho các bạn xem nên mình nuôi như vậy thôi. Còn mà các bạn có nuôi thì các bạn nên thả lục bình hay hoặc là thủy sinh vô thêm, tạo thủy sinh cho nó lọc bể nước, thì mình lâu lắm mình mới thay nước lần nha các bạn. Tại này mình quay cho các bạn xem nên mình không có thả thủy sinh nhiều. Và thả thủy sinh vô mình quay không có thấy được nha các bạn. Với lại là các bạn thả thủy sinh vô con cá nó nhanh lớn hơn, nó khỏe hơn với mình nuôi trống vậy nha. Cũng giống như cái ao to của mình, cái ao đó đó là lúc trước mình có chia sẻ cho các bạn xem đó, mình thả 20 mấy con á, cá koi với cá chép Nhật mà nó phát triển rất là mạnh luôn nha các bạn. Mình thả theo cái hồ to đó, nó giống như tự nhiên á, có thủy sinh đồ này kia, có những gông rêu đông tảo, những con ốc, rồi nó sanh ra những tôm tép, rồi những nòng nọc đồ này kia, là nó ăn nó lớn nhanh hơn trên này nhiều lắm nha các bạn. Hôm bữa mình thả là không có hao hụt con nào hết ở dưới cái ao to đó, mà bữa nay mình thấy nó to, nó khỏe mà nó phát triển rất là nhanh luôn. Chứ mình nuôi những cá này mình có hồ á, sẵn rồi mình lâu lâu mình đi đâu mình gặp có những cá ăn ưng ý á các bạn, mình mua về vài con mình thả vô từ từ, thì để sau này cũng mình phát triển từ từ cũng khá tốt luôn nha các bạn, cũng có thu nhập. Bây giờ mình không nuôi không làm thì mai mốt một năm nó trôi qua rất là nhanh nha các bạn. Giống như cá này mà các bạn nuôi chừng 2-3 năm 3-4 năm sau là càng nuôi thì càng có giá trị nha các bạn. Mình được những cá đẹp thì mình sẽ bán theo cái giá cá đẹp, còn cá không được đẹp thì mình giao lại cho trại bán theo ký, cũng giá cũng khá cao nha các bạn. Nên mình không có sợ mắc, không sợ lỗ lãi đâu á. Giống như cá chép Nhật này các bạn nhìn nè, các bạn thấy không, kỳ nó đuôi nó rất là dài luôn nha các bạn, rất là đẹp luôn. Mình giao lại rẻ gì cho chạy cá, những cá xấu á, mình giao rẻ về vì ký cũng trên 200.000 nha các bạn. Trên 200.000 là đó, mình nói là cái giá dục bỏ đó nha các bạn. Nếu mình nuôi sau này nó nếu mà mình chăm sóc tốt được nó thì mình sau này mình cho nó đẻ ra, là nó đẻ chỉ cần vài cặp đẻ thôi là các bạn thấy rất là nhiều luôn nha các bạn. Thì mình cũng thu nhập cũng khá cao. Ở video mình làm đến đây thôi, chia sẻ cho các bạn xem như vậy thôi nha. Các bạn nhớ đón xem, mai mốt mình sẽ sắp gần thả cá gô giống lại rồi, mình sắp nuôi cá gô lại cho mọi người xem trực tiếp nha. Video mình đến đây xin tạm dừng nha. Chúc các bạn bước sang năm nay nè, năm mới này nè, luôn mạnh khỏe và làm công việc gì cũng thuận lợi, thành công tốt đẹp nha các bạn. Mình xin tạm dừng video ở đây nha. Xin bye bye, hẹn gặp các bạn lại những video tiếp theo nha.